Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác video là lắp đặt cái chiếc camera hành trình Web Vision M39 trên chiếc Ford Ranger biển Nghệ An. Cảm ơn bác Tài đã qua số 33 ngõ 121 Thái Hà để lắp camera hành trình Web Vision M39. Web Vision M39 là một chiếc camera dạng gương được lắp ốp lên gương nguyên bản của xe. Ok, thì đây là hai quà tặng giá trị, và ngoài ra còn một số quà tặng khác nữa. Thì đây là cái giá đỡ điện thoại hít lên kính để giúp chúng ta là đi đường di chuyển thì không cần phải cầm điện thoại trên tay mà là hít lên kính luôn. Đây là một chiếc thẻ nhớ ghi tốc độ cao khi mua Web Vision M39 được tặng kèm. Thì ngoài ra còn một số quà tặng khác như mũ bút từ đẳng cấp camera, một cái phiếu giảm giá trị giá 100.000 đồng mua Web Vision M39. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng lên xe để xem vị trí lắp đặt của chiếc cam này nhé. Hiện tại là bên em đang tiến hành lắp đặt DJ đây, chiếc Ford Ranger. Ok, chúng ta cùng lên xe. Đây là chiếc Web Vision M39 thì đang ở chế độ là tắt màn hình hiển thị đi để cho hiển thị như một cái chiếc gương. Đây, như các bác thấy đây, nhìn như một chiếc gương soi rất rõ đằng sau. Chúng ta có thể bóc cái lớp ni lông đi, nhìn rất rõ này. Đây, đang bóc ra nhìn cho rõ. Web Vision M39 là một chiếc camera dạng gương được ốp lên chiếc gương nguyên bản của xe, có một số chức năng vượt trội như sau. Chức năng thứ nhất là tích hợp cái sim 4G, tức là tích hợp công nghệ 4G để sẽ giúp các bác là có thể là vào mạng giải trí, nghe nhạc, xem phim và cài thêm đặt thêm các ứng dụng khác vào Facebook các kiểu. Và nhờ cái sim 4G này thì Web Vision M39 cũng là sẽ là một cái bộ phát wifi luôn. Đấy, rất là tiện cho các bác Tài, anh em hay đi đường xa. Đấy, hoặc là đi làm cái dịch vụ chở khách thì cần có bộ phát wifi thì đây là một cái thiết bị rất là hợp lý, tích hợp ở trong camera hành trình Web Vision M39. Chính là chiếc cam hành trình Web Vision M39 này là cam là sử dụng hệ điều hành Android 5.1 và được tích hợp cái ứng dụng dẫn chỉ đường số 1 Việt Nam Navitel hiện nay, thì được cập nhật dữ liệu là 3 tháng một lần, với các dữ liệu được bộ chính xác 63 tỉnh thành trên cả nước. Và ngoài ra Web Vision M39 các bác có thể là giám sát định vị xe của mình khi ngồi ở nhà thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của mình, điện thoại thông minh, nhưng mà kết nối với chiếc camera này. Chính vì thế là rất là tiện cho những bác nào làm về dịch vụ của xe hoặc là cho mượn xe thì hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được. Đấy, ngoài ra Web Vision M39 thì là một chiếc camera hành trình ghi hình trước sau cùng lúc, nhưng mà chiếc cam sau thì cũng làm vừa ghi hình cũng là chiếc camera lùi luôn, rất là tiện cho bác nào xe nào mà chưa có camera lùi. Còn với những cái xe nào mà chưa có đầu DVD thì ở đây có cái dàn âm thanh, thì để chút nữa em sẽ kết nối cái camera hành trình Web Vision M39 này với dàn âm thanh của xe, và chúng ta có thể là play nhạc ở trên chiếc cam này xong phát ra cái âm thanh ở đây. Okay. Cho em mượn cái chìa khóa này. Cho cái sim này nhá. Không được đâu anh ơi. Được. Thế
này là em cấp từ công ty ra mà anh lấy của em thì lên thôi. Ok, chúng ta bật khóa thử lên. Vui lòng gắn thẻ nhớ. Đây là giao diện chính của màn hình WebVision M39. Đây, giao diện chính phía trước đây. Có nghe nhạc này, có camera này, camera phía trước vì cam sau đang lắp nên chưa thấy. Công nghệ ADAS này giúp anh em lái xe an toàn hơn, cảnh báo va chạm này, cảnh báo lấn làn đường và nhắc nhở chúng ta di chuyển khi dừng đèn đỏ. Cài đặt rất đơn giản, dễ dàng và tất cả đều được tích hợp ở đây. Và nếu mà sau khi lắp camera sau thì nó cũng sẽ có biểu tượng, chúng ta có thể chọn tùy chỉnh. Thứ hai là Bluetooth, tức là giúp các bác là kết nối với điện thoại và điện thoại rảnh tay thông qua cái camera trình này. Đây, công nghệ FM transmitter sẽ kết nối âm thanh của xe với truyền âm thanh từ camera này xuống dàn âm thanh của xe, nên rất là tiện. Đây, cửa hàng CS Play thì chúng ta cài đặt tất cả ứng dụng nào để chúng ta thích. Đây, và đây giao diện như một cái chiếc máy tính bảng, sử dụng hệ điều hành Android để rất là dễ dàng sử dụng, thân thiện. Đây ứng dụng dẫn thị trường nào đi theo. Đã có tín hiệu vệ tinh. Ở đây ngoài mặt đường nên là tín hiệu vệ tinh rất mạnh, đây tín hiệu vệ tinh 15. GPS bắt được luôn. Đấy, chúng ta dẫn chỉ đường rất đơn giản. Đấy, điểm bắn tốc độ 50 km/h. Sau khi tìm kiếm mà có lộ trình thì hoàn toàn việc dẫn chỉ đường này bằng tiếng Việt nha. Anh em chỉ việc tập trung lái xe, còn lại thì việc dẫn chỉ đường bằng tiếng Việt sẽ có một cái cô trợ lý nhắc nhở mình dẫn đường trên xe. Đây là cái phần hay nhất của WebVision M39 là cái ứng dụng Car Assist, tức là giúp các bác là giám sát định vị xe từ xa. Và ngoài ra các bác có thể tải trực tiếp video mà quay được, lưu được trên thẻ nhớ và tải về điện thoại mình, nó có thể post lên Facebook hoặc Facebook. Và đây cũng là một bộ phát wifi rất là tiện. Bây giờ với những xe bác nào mà chưa có bộ phát wifi thì hoàn toàn có thể tham khảo với cái thiết bị này, vì nó tích hợp 8 trong 1, rất nhiều tính năng hữu ích, không cần phải mua từng rời từng thiết bị một. Bây giờ mua một cái bộ phát wifi thì cũng phải dùng được, cũng phải tầm hơn triệu. Đấy, cũng tương đối mắc. Thứ hai là nếu mà mua một cái đầu DVD cho từng xe thì cũng có giá, thường thì cũng dao động khoảng dùng được thì cũng khoảng từ 6,5 triệu đến khoảng 8,5 triệu đến 9 triệu, nói chung tương đối cao. Mà cái chiếc camera hành trình WebVision M39 này là có giá trên toàn quốc ở các đại lý mà WebVision Việt Nam phân phối là 4,990,000, một thiết bị rất hợp lý để cho anh em có thể tham khảo. Ok, thì bây giờ em sẽ cắm thử thẻ nhớ đây, cắm thử thẻ nhớ và sim. Đấy, cắm thử thẻ nhớ và sim vào trong chiếc cam này thì để chúng ta cùng test xem nhé. Cái việc lắp đặt gắn sim thì cũng vô cùng đơn giản, không có cái gì phức tạp cả. Đây, việc gắn sim ở đây. Đừng quay video. Đây là sim 4G đây. Sim 4G đấy của em sẽ để lại trẻ con nó kẻ bắt
nó mà đã rẻ cái gì chả mất. Ok, đã nhận 4G. Ok, chúng ta cùng thử nhá. Thử cái kết nối cái FM transmitter này với âm thanh ở với dàn này. Oh, có vẻ màn hình. Đã kết nối mạng di động. Anh ơi. Ê ơi, cái dàn âm thanh này nó không lên à? Anh phải kết nối ra nhá, bật nhá. Bật đây. À đây. À đây, ok rồi. Ok rồi. Đây nhá, các bác thấy đây. Giờ em điều chỉnh cái tần số trong này. Đấy, tần số ở trong cái cam này 92,1 nhá. À thì điều chỉnh tần số ở cái FM ở trên xe. À thôi, bây giờ em điều chỉnh FM ở đây ở trên cái cam Bass Vision M39. Đây 92,1. Ok. Đấy, xong. Đấy. Bây giờ là chúng ta hoàn toàn có thể nghe nhạc thông qua cái dàn âm thanh trên xe này. Đây là em kết nối camera này phát âm thanh trên xe. Đấy, rất là tiện. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Bây giờ chúng ta có thể vào YouTube. Nguyện hò một người đi xa. Khi mà vào YouTube thì chúng ta có thể tìm bất kỳ những cái bài hát nào mà yêu thích. Chúng ta có thể tìm Sinh Đàm Với Dương nhỉ. Ok, chúng ta cũng đã. Anh ơi, đóng hộ anh cửa ơi. Anh thử đề máy nên anh bảo xuống đùi nào. Dạ, xuống cái móc nào. Rất là tiện. Anh em không cần phải sắm một chiếc đầu DVD nào cả. Không cần phải sắm đầu DVD mà chỉ cần sắm một cái thiết bị này. Tất cả là trong một cái. Vừa camera hành trình ghi hình trước sau cùng một lúc. Vừa là camera lùi, vừa là bộ phát wifi, vừa là một thiết bị vào mạng nghe nhạc xem phim giải trí cũng được, và là cũng là bộ định vị giám sát xe từ xa, rất là tiện và cũng dẫn chỉ đường của Navitel bằng tiếng Đức. Nổ máy vào số lùi giúp em ạ. Đang vào số anh. Cái này là nào nhỉ? Móc lên đấy. Không cần phải vào ấy vẫn được mà. Không, đây là người ta đang vào thử số lùi. Không cần phải nổ máy được. Anh đi vào nào. Rồi sao ấy? Mà
mới đang ở trên này không ạ? Lắc à? Đạp phun chưa? Đạp phun rồi. Đây này, bây giờ mo. Đây là mo. Đây mo đó. Ok, chúng ta cùng thử cam lùi phía sau này. Ok, đây. Tôi vừa nghe nhạc xem phim trên YouTube mà các website nào các bạn mong muốn nhé. Rồi chúng ta có thể đọc báo luôn trên này. Đọc báo 10.com này. Và hoàn toàn là đây, anh em có thể đây. 858. Đọc báo. Nó ở, không phải cái vôi, nó ở chợ bến. Đấy, phải xa đấy. Đây, chúng ta là đọc báo. Camera để quay. Đấy. Rất là tiện, mọi thứ rất là tiện. Anh em rất là hòa. Vừa là cái thiết bị ghi hình bảo vệ chúng ta thì trên mọi cung đường, đồng hành chúng ta trên mọi cung đường, và là vừa cung thiết bị giải trí của mình đến xe giám sát định vị. Cái để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900-0388 để biết thêm thông tin chi tiết cũng như để đặt hàng sản phẩm. Bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn tốt nhất để các bác có thể mua được cái sản phẩm tốt nhất, quý nhất. Ok, thì em xin dừng video clip tại đây. Thì chi tiết thì em xin nói lại, các bác có thể truy cập vào website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900-0388 để biết thêm các thông tin chi tiết. Ok, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.